từ ước khởi đầu cho thời kỳ ân điển, khởi đầu cho một kỷ nguyên hòa bình, bắt đầu bằng một cái gia phả mà đọc cảm thấy rất là chán. Nhưng mà khi chúng ta suy gẫm về cái gia phả này, chúng ta cảm nhận được cái tình yêu của Đức Chúa Trời dành ban cho những tội nhân, tình yêu của Đức Chúa Trời, lời hứa của Đức Chúa Trời dành ban cho những con người đang trong sự thấp, ân điển của Đức Chúa Trời dành ban cho những con người khiêm nhường, với sự khôi phục của Chúa dành cho tất cả mọi một cuộc đời của chúng ta. Nếu mình bây giờ quý vị nghe đọc lại thì mình ai mà đi ngang qua không có để ý thì tưởng là giống như mình đang đọc một cái nói tiếng Hy Lạp hay là tiếng Hebrew vậy, phải không? Cái gì nào là Juda bởi Sama san Phare 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 san Edom 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 san Aram Aram san Abinadab Abinadab san Nasson Nasson san Asamon Samon bởi Rahab san Bo 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 bởi Ruto san Obed Obed thì san Yese Yese san Mùa Đà Vinh. Mình nghe cái gì mà một cái, nhưng mà chúng ta biết là cái gia phả để cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là dòng dõi nhà vua. Khởi đầu của sách Ma-thi-ơ nói về cái giá phả của Chúa Giêsu Christ, để cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là con cháu của David, là con cháu của Abraham và là dòng dõi của nhà vua. Chúng ta biết rằng trong bốn sách phúc âm thì mỗi một sách đều có một cái ý nghĩa, có một hình ảnh. Ở trong sách Ma-thi-ơ thì muốn diễn tả Chúa Giêsu là vua. Ở trong sách Mác thì muốn bày tỏ Chúa Giêsu mang hình ảnh của một người đầy tớ. Trong sách Luca thì Chúa Giêsu là con người. Và ở trong sách Giăng thì Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Và đây khởi đầu sách Ma-thi-ơ chúng ta thấy cả một cái gia phả này. Và qua cái Ma-thi-ơ đoạn 1 này chúng ta thấy có 4 điều mà tôi được học. Thứ nhất, chúng ta thấy là cái lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm trong đời sống của mỗi chúng ta. Lời hứa của Đức Chúa Trời được luôn luôn được ứng nghiệm và có cái Ngài có lời hứa cho đời sống của tôi cùng ông bà cha. Và tất cả mọi điều mà Đức Chúa Trời hứa đều ứng nghiệm hết. Trong đoạn thứ nhất kia là gia phổ Đức Chúa Giêsu, gia phổ Đức Chúa Giêsu Christ con cháu David và con cháu Abraham. Gia phổ của Chúa Giêsu là con cháu của David và con cháu của Abraham. Ở đây tôi nhắc đến hai người, đó là Abraham và David. Khi chúng ta nhớ đến Abraham, chúng ta nhớ rằng ở trong sáng ký đoạn 12 có ghi lại Chúa kêu gọi Abraham ra khỏi quê hương một bà con của mình. Ở trong sáng ký đoạn 12 câu 2 và câu 3, và Chúa nói hãy đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho, và tại đó ta sẽ ban phước cho người. Và Chúa hứa Chúa ban phước cho Abraham. Và một trong những lời hứa đó là qua Abraham thì mọi chi tộc trên thế gian sẽ nhờ dòng dõi của Abraham mà được phước. Của Abraham. Và chúng ta thấy là đời sống của Adam làm sao mà qua cái chi tộc, qua cái dòng dõi Adam là một cái người Do Thái ở xứ Do Thái, làm sao mọi chi tộc được phước, mọi chi tộc nơi thế gian được phước. Và Chúa ta sẽ làm nổi danh ngươi và ngươi trở thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào, chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và mọi chi tộc nơi thế gian. Làm sao mọi chi tộc nơi thế gian mà nhờ dòng dõi Abraham được phước? Nhưng mà chúng ta thấy rằng qua Chúa Giêsu Christ, ở trong sách Galati đoạn thứ 3, Galati đoạn 3 câu 16 có ghi lại như vậy. Galati đoạn 3 câu 16 là qua Đấng Christ thì cái lời hứa mà Đức Chúa Trời hứa cho Abraham được hưởng. Khi Chúa Giêsu đã giáng sinh thì Ngài là Đấng đã chịu chết trên cây thập tự giá, đổ huyết ra lần tội cho cả nhân loại. Thì cái lời hứa của Abraham, lời hứa mà Đức Chúa Trời hứa cho Abraham được ứng nghiệm. Giống ghi lại như vậy. Và cái lời hứa được phán cho Abraham và cho dòng dõi người, không nói và cho các dòng dõi người như chỉ về nhiều người, như nói và cho dòng dõi người như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. Chúa Giêsu Christ là ứng nghiệm cái lời hứa mà Đức Chúa Trời hứa cho Abraham. Ngày hôm nay khi những người tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm Chúa Chúa cuộc đời của mình, đời sống người đó được phước. Và qua dòng dõi của Abraham, có nghĩa là Đấng Christ là Đấng đã làm trọn cái lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa Abraham. Và qua Đấng Christ thì mọi chi tộc nơi thế gian được phước. Ngày hôm nay Tin Lành đã được đồn ra cho nhiều ngôn ngữ, và bất cứ nơi đâu chúng ta đều có thể thấy hội thánh của Đức Chúa Trời ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa.
đi đến mọi quốc gia, chúng ta đều thấy những cái tay giơ lên mà tôn vinh Đức Chúa Trời, những cái tiếng hallelujah ngợi khen Đức Chúa Trời, những con người kêu cầu với Chúa, bởi vì họ đã tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Như vậy thì qua Chúa Giêsu Christ, cái lời hứa mà Đức Chúa Trời hứa cho Abraham được ứng nghiệm. Và cái nhân vật thứ hai mà chúng ta thấy ở tại đây đó là David, con Samuel thứ nhì và 7 câu thứ 16. Chúa có một cái lời hứa của Ngài cho vua David. Như vậy nhà ngươi và nước ngươi được bền đổ trước mặt ngươi đời đời, ngôi ngươi sẽ được vững lập trên mãi mãi. Đây là cái lời hứa mà Chúa hứa cho David, là cái ngôi của David sẽ được thiết lập, cái ngôi vua của David sẽ được vững bền mãi mãi. Nhưng mà chúng ta thấy sau cái đời trị vì của David tới đời con là Solomon thì đất nước bị chia làm đôi và sau đó họ bị làm nô lệ. Như vậy thì làm sao ngôi David được vững lập? Chúng ta thấy ở trong sách Luca đoạn 1 câu thứ 31, khi mà thiên sứ đến để báo với Mary, ở trong sách Luca đoạn 1 câu 31 thì thiên sứ của Chúa đến báo như thế nào? Trong cái ngày giáng sinh, thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng: hỡi người được ơn mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói rồi câu: này ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai, đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Đây là lời của thiên sứ báo cho Mary rằng người sẽ chịu thai và sanh một con trai, đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ. Đấng Christ đến trên thế gian này và được Đức Chúa Trời ban cái ngôi David, cái ngôi mà Chúa hứa rằng sẽ được thiết lập đời đời. Cho nên chúng ta thấy ở đây có đề cập đến Abraham và David và sự giáng sinh của Chúa Giêsu đã là ứng nghiệm lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa cho Abraham. Và như vậy thì cái gia phả này cũng có liên hệ đến tôi cùng ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời có nhiều lời hứa cho tôi cùng ông bà anh chị em, và Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, những gì Ngài hứa thì Ngài có quyền làm cho trọn trong cuộc đời của mọi chúng ta. Amen. Con người đôi khi hứa không có làm được, hứa rồi quên, đúng không? Hứa nhiều lắm nhưng mà cuối cùng quên hết. Quý vị có bao giờ kinh nghiệm đến điều này không? Nghe cả mục sư hứa rồi mục sư hứa càng dễ quên nữa. Ông bận rộn nhiều việc lắm, hứa rồi quên. Người cha mẹ của chúng ta có thể hứa rồi quên. Nghe cả hai người yêu nhau thề non hẹn biển, hứa hẹn đủ thứ rồi cũng quên, phải không? Mà nhiều khi nhớ cũng nhớ đó, nhưng mà không có khả năng để mà làm. Nhưng mà cái nắng như này, những gì mà Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài có quyền làm cho trọn. Ngài hứa thì Ngài có quyền làm cho trọn. Thứ nhất là Ngài không quên, và thứ hai Ngài có quyền để làm trọn cái lời hứa đó. Con người thì hứa được quên, nhưng mà đôi khi nhớ nhưng mà không có làm nổi, đúng không? Tôi cũng đôi khi cũng hứa vợ tôi, con tôi nhiều điều, nhưng mà rồi mình nhớ chứ, nhưng mà không có đủ quyền để mình làm. Nhưng mà Đấng hứa chúng ta là thành tín, những gì Ngài hứa thì Ngài có quyền làm cho trọn. Amen. Cho nên đôi khi chúng ta ở trong những sự thất vọng, chúng ta đang trông đợi một cái điều gì đó, thì lời hứa của Đức Chúa Trời đem đến sự khích lệ cho tôi cùng ông bà cha em, và chúng ta hãy nắm lấy lời hứa đó. Tất cả những gì mà lời hứa của Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta là trọn vẹn, mà chúng ta nắm chắc lời hứa đó chẳng hề chuyển lay, bởi vì Đấng hứa với chúng ta là thành tín. Amen. Con người có thể thất hứa, con người có thể không làm trọn cái lời hứa. Chúng ta đã từng thấy bao nhiêu cái cuộc hôn nhân cũng có thể hứa trước mặt Đức Trời, trước mặt mục sư, nhưng không đủ sức để làm nổi lời. Hay là biết bao nhiêu cái chức vụ kết ước, tôi sẽ quyết tâm đi theo Chúa, hầu việc Chúa, nhưng mà rồi cái việc đó hoàn cảnh gia đình nó bất công, điều chúng ta không làm trọn cái lời hứa được. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời quyền năng tối cao, Đấng có quyền làm đủ mọi điều, và những gì mà Ngài hứa trong cuộc đời của chúng ta, Ngài có quyền làm trọn. Amen. Chúa hứa thì cứu rỗi, Chúa hứa thì tiếp trợ, Chúa hứa thì cung ứng, và những gì mà Ngài hứa chúng với chúng ta, Ngài có quyền làm trọn hơn. Amen. Nắm lấy lời hứa của Chúa, chúng ta phải bước đi. Cho nên trong cái gia phả này có nhắc đến David, nhắc đến Abraham, để chúng ta biết rằng
những gì mà Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham, đã hứa với David, Ngài là Đức đã làm thật, thì những gì mà Chúa đã hứa cho cuộc đời của tôi cùng ông bà anh chị em thì Ngài cũng sẽ hoàn thật. Amen. Amen. Tất cả những gì Chúa hứa với chúng ta, Ngài cũng sẽ làm. Cái điều thứ hai chúng ta thấy ở tại đây, trong cái gia phổ này có nhắc đến những cái tên mà nếu chúng ta nghe tới thôi thì mình cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Ở đây chúng ta để ý trở lại trong gia phả của Chúa Giêsu, gia phả của tình yêu, trở lại ở trong gia sách Ma-thi-ơ đoạn thứ đoạn một. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và anh em người Judah bởi Tamar sinh Phare và Sarah. Phare sinh Edom sinh Aram sinh Abinadab sinh Nasson sinh Samuel bởi Rahab sinh Boo bởi Luther sinh Obed sinh Jesse sinh của David bởi vợ Uri sinh Solomon sinh Roboam sinh Abijah sinh Asa sinh Josaphat sinh Joram sinh Ozia sinh Jotam sinh Acha sinh Ezechia sinh Manasseh sinh Amon sinh Josiah khi bị đày qua nước Babylon sinh Jechuniah và anh em người. Ở đây chúng ta thấy khi mà đọc ở đây chúng ta thấy có cái gì đặc biệt. Nếu cả cái bản văn này cứ nói rằng Abraham sinh Isaac sinh Jacob sinh Judah và anh em người Judah, tại sao không nói là Judah sinh Phare? Nhưng mà có lọt vô một chữ đây, dường như là cái gì đó được nhấn mạnh và đặc biệt, phải không? Ở đây chúng ta thấy có bốn chữ bởi. Judah bởi Tamar sinh Phare. Rồi ai nữa? Salmon bởi Rahab sinh Boo. Rồi sao nữa? Boo bởi Ruter sinh Obed. Rồi ở dưới, David bởi vợ Uri sinh Salomon. Ở đây chúng ta thấy cái gia phả là gia phả của nhà vua, gia phả của Chúa Giêsu mà được nhắc tới bốn cái nhân vật. Mà để chúng ta tìm hiểu về bốn cái nhân vật này, chúng ta thấy là tại sao những con người này mà được liệt vào cái là những người mà phải nói rằng không xứng đáng. Thứ nhất, khi gia phả để có thể biết được cái nguồn gốc của một con người, mà khi cái người này không phải là người bình thường, là vua các vua, là chúa của các chúa, thì cái gia phả, những cái người mà ở trong cái gia phả đó phải là những người tiếng tăm, phải là những người có tiếng, phải là những người sang trọng, phải là những người mà không có một cái vết nhơ nào. Nhưng mà đây chúng ta thấy lại bốn con người đó là những con người rất là tầm thường, mà nếu tôi không muốn nói là những con người rất là tệ. Nhưng mà được ghi liệt vào ở trong cái danh sách gia phả của Chúa Giêsu. Điều này muốn thấy cho chúng ta thấy là cái gia phả này chúng ta học biết cái sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho những tội nhân, dù không xứng đáng, dù không ra gì, nhưng mà vẫn được liệt vào trong cái danh sách. Chúng ta biết rằng để liệt vào trong cái gia phả của những cái chi tộc của Do Thái thì người ta loại cái người nữ ra. Đối với cái văn hóa của phương Đông cũng như nó giống như văn hóa châu Á của chúng ta, cái này xin lỗi là nữ sinh ngoại tộc. Tôi là người Hoa, tôi nghe cái câu này lúc ông nội tôi khi tôi còn nhỏ nè, nhớ nha con, mày là cháu đích tôn, còn mày là gọi là mấy bà cô của mày đó, là nữ sinh ngoại tộc. Ông nội tôi nói về ông nội tôi là người Hoa. Và đây là cái quan niệm của Á Đông, nữ sinh ngoại tộc. Và đó cũng là có thể đó là cái lý do mà ông Salomon đã viết ở trong truyền đạo rằng giữa 1.000 người đàn ông có thể tìm được một người, còn giữa 1.000 người đàn bà không tìm được bà nào hết. Cái này là của ông Salomon nói nha, đừng ném đá tôi. Đây là có thể là bởi vì ảnh hưởng cái văn hóa của phương Đông lúc bây giờ. Cho nên đúng ra đối với cái người Do Thái thì người nữ không có được liệt vào trong cái danh sách gia phả. Người nữ của Israel trong thời đó chỉ là cái tài sản của đàn ông, không có được cái quyền lợi gì cả.
Quý vị, một người đàn ông Do Thái mỗi một buổi sáng thức dậy họ cầu nguyện như thế nào? Giơ tay lên trời họ cầu nguyện: con cảm ơn Chúa vì con không phải là người nô lệ. Con cảm ơn Chúa vì con không phải là người ngoại bang. Con cảm ơn Chúa vì con là đàn ông chứ không phải là đàn bà. Đó là cái lời cầu nguyện của một người đàn ông. Điều đó tôi nha, người đàn bà bị kinh khi trong cái thời bây giờ. Nhưng tại đây chúng ta thấy một điều: danh sách bốn người nữ được liệt vào ở trong cái gia phả. Điều đó cũng thấy là khi Chúa Giêsu giáng sinh, đó là mở ra một cái thời kỳ đầy sự thương xót. Những con người không xứng đáng là những người nữ, là những người ngoại bang, là những người không ra gì. Nếu xét về dân tộc thì họ là những người ngoại bang. Nếu xét về phẩm hạnh thì họ rất là tệ, xấu xa lắm. Nếu xét về giới tính thì họ lại càng không xứng đáng. Nhưng mà tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho những con người không xứng đáng, những con người bị bỏ đi, những con người không ai tới hay gì, lại được liệt. Ôi, tôi đọc đây tôi cảm động vô cùng, cảm ơn Chúa. Những con người không đáng gì cả. Nếu chúng ta đọc về, học về Tama, học về Rahab, học về Uri, sau đó vợ của Uri là Bathsheba, học về Ruth, chúng ta thấy đây là con người. Quý vị biết Tama là ai không? Ai biết Tama là ai? Dạ, Tama là dâu của Judah và cũng là vợ của Judah. Ô, tại sao vừa dâu vừa là vợ? Cái này bị loạn luôn rồi. Nhưng mà nếu chúng ta về đọc lại trong sách Sáng Thế Ký ở đây, Sáng Thế Ký đoạn 38 cũng ghi lại cái chú người thật. Judah có ba người con, một người tên là Er, một người tên là Onan và một người tên là Sera. Và Er là người anh cả cưới Thamma. Nhưng mà rồi sau đó thì bởi vì ông này ông ở đọc án của mình, chúng ta phải mở ra cái kinh thánh này, Sáng Thế Ký đoạn 38 câu thứ 6: Judah cưới Er con trưởng nam một người vợ tên là Thamma. Tiếp tục: nhưng Er đọc án trước mặt Giê-hô-va nên ngài giết người đi. Judah bèn biểu Onan rằng: con hãy lại gần vợ con, kết bạn cùng nàng như em chồng, đặng nối dõi cho anh em. Onan biết rằng dòng dõi này sẽ chẳng thuộc về mình, nên đang khi đến cùng nàng thì làm rơi rớt xuống đất để bình sanh dòng dõi cho anh. Nhưng điều người làm vậy không đem lòng Giê-hô-va nên ngài cũng giết người đi luôn. Ở đây chúng ta thấy Tama là vợ của người anh cả. Thì cái câu chuyện nó dài dòng, nhưng mà tốt là Tama là vợ của người anh cả, và cái người này tập ác quá cho nên là chết đi. Chết đi này, theo cái phong tục của người Do Thái, người anh chết đi thì chị dâu á phải ở với cái người em chồng để mà có cái dòng dõi, bởi vì cái người anh á, người anh nó chưa sinh con, cho nên phải đến ở. Thì bây giờ cái em á nó không có muốn, này cũng không có sinh ra, cũng phải là con của tôi, cho nên nó không có muốn mang thai với Tama. Và chính cái điều đó thì ông này ông cũng chết. Tại sao chết? Cái này hỏi một sư dữ. Rồi bây giờ chúng tôi có thời giờ để giải thích này. Rồi bây giờ còn có một đứa em nó còn nhỏ quá, cho nên ông Judah nói: thôi bây giờ con ơi, bây giờ con về nhà của cha con đi, hai người ăn phần con cả của cha, rồi đến đứa em sau cũng chết rồi, bây giờ đợi đến khi nó lớn á thì em nó tới rồi con thể có thể làm có con. Nhưng mà rồi quý vị biết cái ông này, ông Judah cũng tính dữ lắm. Ông nói Tama là tay sát trọng, có người để ý không, anh cũng chết, cái đem tới đứa em cũng chết, bây giờ mình còn có đứa con út à, biết đâu đưa đứa con út này rồi cũng chết rồi sao. Quý vị, tôi nói thiệt á, nói ôi bây giờ thôi coi chừng em nó cũng chết như hai anh nó sao. Cho nên bây giờ ổng nhẹm luôn, ổng không có khi mà đứa con này lớn ông không có giữ cái lời hứa đó, cho nên ông không có đem đứa con này đến với lại Tama, không có kêu Tama về ở. Cho nên bà Tama không có chịu chi. Một ngày kia thì sau khi mà vợ của Judah mất rồi thì sau một thời gian ông cảm thấy buồn, cho nên ông đi với người bạn của mình đi tới Timna để hớt lòng chiên. Đấy, cái câu chuyện này để có thể đi đến đó rồi nhậu say sưa sau rồi xỉn xỉa nữa, may cảm thấy làm buồn quá, nhớ vợ mình quá và tìm một người nữ để an ủi.
mà tham ăn nghe đấy. Ông gia của mình đi đến nè, ông nhớ ông không có giữ lời hứa với tôi. Bây giờ con qua ông, đứa con út nó lớn rồi mà ông không có chịu cưới, không có chịu đem tôi về để mà có cái dòng dõi. Trên tham ăn mới chịu bỏ cái áo quá ra, mặc cái áo thị nữ vô chứ mà. Dù đào lúc bây giờ là có thể là sao? Sau khi vui chơi với bạn bè sáng xưa xỉn rồi, đâu còn nhận diện ra giọng con dâu mình nữa đâu. Đâu còn biết con dâu mình nữa, trong mắt mờ rồi, nhìn một cô ra hai cô rồi. Thì bây giờ đến ở với con dâu. Đứa con dâu mới nói bây giờ muốn, tại vì ông đang nghĩ rằng không có biết đây là con dâu của mình, nghĩ đây là kỳ nữ thôi. Mới nói đứa tham ăn ở đây bây giờ muốn đến thì có cái gì không? Tiền trang chắc muốn con bánh phải trả tiền chứ anh. Được rồi, thì bây giờ ta sẽ cho ngươi một con dê. Nhưng mà bây giờ đâu có đem dê theo. Bây giờ dê lấy cái gì làm cái trứng? Thôi giờ đưa ID mới là license đây. Thì ông ấy đưa một cái cây gậy, một cái sợi dây, với lại một con dấu. Một cái dấu, sợi dây với cây gậy. Rồi, sau khi là say sưa xong rồi, tỉnh táo đi về nhà rồi, giữ cái lời hứa mà phải chuộc lại cái củ cầm chứ. Bây giờ tha ma đang giữ con dấu, cây gậy với lại cái sợi dây rồi. Cho người bạn đem con dê đến cái làng, cái vùng mà đêm đó ổng tới ổng say sưa và vui chơi đó, không có tìm thấy. Hỏi ra cũng chẳng ai biết, ở trong cái khu vực này không ai làm kỹ nữ hết. Tìm hoài không ra. Bây giờ làm sao đây? Mà run rồi, lỡ đưa ai đi rồi, cái này mà gửi về tới gia đình của mình là lộ bí mật hết. Đưa sợi dây, đưa con dấu với đưa cái cây gậy là để nhận diện ra ổng đó. Giống như mà mình đi, ông này ông đi mà ông không có kỹ, ông để lại dấu vết. Để lại cái gậy, con dấu với sợi dây là cái gì để nhận diện ra của bây giờ. Thì có thể tìm không ra, không có biết sao để lấy lại. Một ngày nọ thì người ta có báo tin cháu, con dâu của ông nó bị chủ oan mà hắn giận vô cùng. Đem thiếu nó đi, đáng chứ đừng người ta đem tha ba đi kêu. Cô này bỏ chiều ra đây, cha ơi, cái này của cha nè cha, đây là cái dấu, đây là cái này, cái dấu là dấu của cha không cha? Cái dạy là phải dạy của cha không cha? Sợi dây này phải sợi dây của cha không cha? Và cuối cùng thì Judah phải thừa nhận là con ơi, con siêu, con chơi chiêu hơn cha. Chứ thôi một cái người nữ mà nếu bây giờ tại sao cái câu chuyện này cái tên tham ăn bây giờ nhắc đến cái câu chuyện đó chúng ta cầm cảm thấy sao? Nhưng mà lại được kia vào trong cái gia phả của Chúa, những người không ra gì, những cái câu chuyện không ra gì nhưng mà lại nằm ở trong cái gia phả của Chúa Jesus. Điều đó có nói là cái sự thương xót của Chúa quá lớn, những con người mà không đáng được thương xót là nhận được sự thương xót. Rồi nhân vật thứ hai mà có đề cập đến đó là ai? Rahab cũng là một người nữ ngoại bang, là người Canaan, là cái người mà khi vào trong Do Thám Sứ ở tại Jericho thì đã giúp hai thám tử. Nhưng mà cái nắng như vậy, cái nghề của bà ta tham ma là vô hoàn cảnh đẩy đưa đẩy bả mới giả làm kỹ nữ, còn Rahab thì không phải bị hoàn cảnh đẩy đưa đẩy gì cả, cái nghề của Rahab là kỹ nữ. Nếu có một người kỹ nữ nào đó bước vào trong phòng thánh của chúng ta, quý vị suy nghĩ con mắt của chúng ta sẽ nhìn gì đó. Nếu chúng ta biết đây là kỹ nữ nổi tiếng mà cả Jericho đều biết, nếu có một người đó bước vào trong hội thánh thì sao, đúng không? Tôi có một cái nhìn khác lắm. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy dầu là một người kỹ nữ thôi, nhưng mà nó đến Luther thì sao? Luther là người mua áo, mà ở trong sách của Truyền Luận cái đoạn 23 câu 3 ghi lại là cái dân tộc Moab á cho đến 10 đời cũng không được ghi vào trong hội của Israel, đến 10 đời luôn. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy mặc dầu Chúa nói vậy nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn luôn đầy dẫy sự thương xót. Ruth ghi vào trong thư danh. Rồi Bathsheba là vợ của Uri,
Khi nhắc đến Bathsheba, chúng ta nhớ đến ai? Nhớ ai? Khi nhớ đến vợ Uri, chúng ta nhớ đến ai? Đáp ứng. Nhớ đến cái câu chuyện này là một cái điểm đen, cái vết đen ở trong cuộc đời của Đáp ứng. Cái thắng ghi lại ở trong Samuel gì đó 11 đó. Sau những ngày đầu năm, tức là sau cái lần Giáng sinh rồi, thì bắt đầu năm thì các vua ra trận, David ở nhà lên trên đền thờ. Đây là cái câu chuyện quý vị biết rồi không? Đi dạo dạo chung quanh, nhìn thấy Bathsheba đang tắm. Cái câu hỏi tôi đặt ra, tại sao tắm chỗ nào tắm, tắm cái chỗ vô đi. Tắm cái chỗ nào tắm, tắm cái chỗ. Và ông nhìn thấy, rồi đến cái câu chuyện kể lại, rồi ông đâu có ý định là có khai với bà này đâu. Về vài tháng sau thì bà báo tin, nhắn tin cho test gửi test cho anh ơi em có thai rồi. Ông này uống đúng tay chân quạt thôi, cho nên ông kêu ông chồng nó về. Ông đang ông định ném đá giống tay e kêu ông chồng về, nói là về đi tay con đi, ăn uống thoải mái về ngủ với vợ đi, định ném đá giống tay. Nhưng mà Uri là người có trách nhiệm, cho nên mặc cho về nhưng mà không cho ngủ với vợ, nằm ở ngoài. Uri sao không cho ngủ với vợ? Thôi bây giờ không chịu phải không? Đủ mời không muốn uống được phạt hả? Ông cho giàn binh ông hành động và đưa đưa Uri ra phía trước, cuối cùng Uri là đúng mà rồi. Sau đó thì Bathsheba trở nên vợ của cái câu chuyện gì như lẽ ra phải giấu giếm đi, phải giống như cho nó quên đi, nhưng mà rồi khi tới thời Ân Ước mà khởi đầu của sách Ma-thi-ơ trong cái gia phả lại đề cập đến tên. Chứ chúng ta thấy khi Chúa Giê-xu đến trên thế gian này, cái bài tỏ cái sự thương xót cho những con người không xứng đáng, cái gia phả của Chúa Giê-xu bày tỏ sự thương xót cho những con người không xứng đáng, những con người không giá gì, những con người mà bị người ta khinh chê, những con người lẽ ra nếu mà tới bên trong hội thánh đôi khi hội thánh cũng không chấp nhận nữa, nhưng mà lại ở trong cái danh sách gia phả. Thì nó muốn cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng đầy sự thương xót, những con người không đáng được thương xót nhưng vẫn nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có một cái sự tin cậy, chúng ta có một sự hy vọng dù chúng ta trong hoàn cảnh như thế. Dù quá khứ chúng ta không tốt đẹp, nếu mà ghi lại cái quá khứ ngày nay, nếu mà hội thánh đây chọn những con người vào trong ban điều hành hay chọn những con người vào trong cái công việc nào đó ở trong hội thánh mà ghi lại cái sơ yếu lý lịch, mà nếu như bốn người nữ này đọc cái sơ yếu lý lịch trong một sứ vụ, đọc sơ yếu lý lịch trong một sinh viên, hay là đọc sơ yếu lý lịch cho tôi một ông bạn trên, nếu chúng ta xét lý lịch thì bốn người này sẽ bị loại ra là bởi vì lý lịch xấu quá. Nhưng mà Chúa Giê-xu ngài không có nhìn cái quá khứ, ngài không có nhìn cái lỗi lầm, ngài không có nhìn những cái chỗ mà họ đã phát ngã, nhưng mà ngài đem những con người này vào trong cái kế hoạch cứu chuộc nhân loại, trong cái kế hoạch mà Chúa Giê-xu là dòng dõi của những người này. Cho nên có những gia phả này chúng ta thấy cái sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho mình, cái sự thành tín là ước của Đức Chúa Trời dành cho những con người nản lòng, sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho những tội nhân. Và một nhân vật nữ nữa đề cập đến đó là ai? Bà Vi. Trong sách này có ghi lại rằng Jacob sanh Joseph chồng Mary. Mary là người sanh cho Chúa Giêsu gọi là Christ. Cái gia phả của Chúa Giêsu có đề cập đến Mary, mà ở trong Luca đoạn 1 đó, có ghi lại rằng Mary khi thiên sứ đến báo rằng hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary là người ơn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc nói về gia phả của Chúa Giêsu thì chúng ta cũng thấy là ơn điển của Chúa dành cho những con người khiêm nhường. Thiên trong đoạn 1 hàng 8 ghi rằng thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ về nói rằng hỡi Mary đừng sợ chi, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Ơn điển, ân sủng ban cho. Nếu chúng ta biết cái nơi mà Mary ở là một cái thôn nghèo, không phải là một thành, nó một cái làng nghèo, không ai biết một cái làng mà ta nói là không có gì tốt từ Nazareth, không có gì tốt từ nơi. Nhưng mà Chúa đã đến và ban ân điển trên con người. Khi
cái giá phải để chúng ta thấy lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy cái sự thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy cái ân điển của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Chúng ta thấy bà Maria rất là khiêm nhường. Trong cái bài hát mà bà đã hát ở trong sách Luca, bà nói rằng linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đói đến sự hèn hạ của tôi tối ngày. Này từ đây về sau muôn đời sẽ khen tôi là người có phúc. Chúa đói đến sự hèn hạ, mà ta nói rằng mình là người hèn hạ, một người và nữ nô lệ, một người hèn hạ, người tỳ tớ. Nhưng mà người càng khiêm nhường, càng nhận biết cái sự yêu ơn của mình, nhận biết cái khiếm khuyết của mình, người đó sẽ nhận được ân điển từ Thiên Chúa. Ở đây chúng ta thấy ân điển từ Chúa chu đổ cho mọi người. Như vậy từ Abraham cho đến David có thấy 14 đời. Từ David cho đến khi bị đày qua nước Babylon có 14 đời. Từ khi bị đày qua nước Babylon cho đến Đức Christ lại cũng có 14 đời. Từ Abraham đến David 14 đời. Từ David cho đến khi bị đày qua Babylon 14 đời. Và khi bị đày qua Babylon đến Đức Christ có 14 đời. Ở đây là những cái bước ngoặt mà ghi lại về cái lịch sử của dân tộc Thái. Từ Abraham đến David, đó là cái thời kỳ hoàng kim, đó là thời kỳ hưng thịnh, đó là thời kỳ phước hạnh, đó là thời kỳ được vinh hiển. Rồi sau đó thì từ thời David bị đày qua Babylon là thời kỳ bị làm nô lệ, thời kỳ bị rủa xả, thời kỳ đánh mất cái sự vinh hiển. Nhưng khi Đức Christ đến, mọi sự khôi phục lại thời kỳ của sự và đây cũng là cái hình ảnh của cả nhân loại. Khi Đức Trời tạo dựng nên con người, con người đến sự vinh quang của Đức Chúa Trời, nhưng khi loài người phạm tội, loài người đánh mất cái sự vinh hiển đó, thì tất nhiên là vì mọi người phạm tội đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, tất cả mọi người ở trong thế gian đều phạm tội cho đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng khi Chúa Giêsu đến trên thế gian này, Ngài giáng sinh để Ngài phục hồi lại sự vinh hiển đó, Ngài phục hồi lại sự vinh quang đó, Ngài lấy lại tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người mà con người đã đánh mất, thì qua Đức Christ tất cả mọi cái phước hạnh mà Ngài dành ban cho được nhận lại. Cho nên qua cái sách Ma-thi-ơ đoạn 1 chúng ta thấy cái sự khôi phục của Chúa, sự phục hồi của Chúa cho những người tin nhận này. Nay nó cũng là một cái tiến trình ở trong cuộc đời của chúng ta. Có những giai đoạn chúng ta cái nghĩ về Chúa Ngài nâng tôi lên cao, được Chúa đưa mình lên cao, nhưng mà cũng có giai đoạn mình thấy cuộc đời của mình cũng đi xuống. Chúa Ngài quăng tôi xuống thấp, nhưng mà rồi thắng ghi rằng Chúa cũng là đứng tiếp tục nâng đỡ, khích lệ nâng đỡ chúng ta. Có những lúc hưng thịnh, rồi sau đó ở trong cái sự của xã đánh mất cái vinh quang của Đức Chúa Trời, nhưng mà qua đến Đức khi Chúa đến trên trần gian này, Ngài khôi phục lại tất cả những gì mà chúng ta đã thật giá. Chúa Sư đã xóa tờ kế làm thịt với lại ma quỷ đối với kẻ thù và ban cho chúng ta trở lại cái quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho Abraham, đã ban cho Adam, đã ban cho những con người tin nhận Ngài. Cho nên qua sách Ma-thi-ơ đoạn 1 chúng ta thấy cái tình yêu của Đức Chúa Trời, yêu của Chúa, những gì mà Ngài hứa thì Ngài làm trọn vẹn. Qua sách Ma-thi-ơ đoạn 1 chúng ta thấy cái tình yêu của Đức Chúa Trời là cái sự thương xót của Chúa dành cho những tội nhân, những con người không ra gì, nhưng mà được tin hoàn toàn ra sao. Chúng ta thấy ân điển của Đức Chúa Trời dành cho những con người khiêm nhường như là Ma-ri, nhận được ân điển, nhận được phước hạnh từ Đức Chúa. Và chúng ta thấy qua sách Ma-thi-ơ này, tình yêu của Đức Chúa Trời Ngài phục hồi đời sống của tôi cũng không hoàn chén. Có thể những gì chúng ta đã từng đánh mất, những gì chúng ta đã từng bị tổn thương, những gì chúng ta đã từng bị cướp lấy đi, qua Chúa Giêsu Christ mọi sự được khôi phục lại. Chiều hồi đầu giờ chúng ta nghe mọi người biết cô Lưu Ly, tôi biết cái tên là làm chứng lại. Có những cái mình đó là khó tin phải không? Mình đi vô trong siêu thị mua đồ thì tự nhiên cái có người nói là trả hết rồi. Tôi biết quý vị có bao giờ có cái kinh nghiệm đó, mình cảm thấy vui lắm. Tôi nhớ là tôi đi qua Oklahoma thì
mà chị của tôi bận lắm cho nên không có chở đi mua đồ. Và đây con muốn trước khi về Việt Nam tôi muốn mua đồ thì để gì nhờ người bạn, nhờ tôi đâu có dám mua gì đâu, tại vì mình cũng không có tiền, vẫn như con thôi, thì cũng mua được một vài chai dầu một ít thôi. Tới khi ra thì tôi nói tính tiền, cái người đó mới nói không, vì của anh nói là nó mua bao nhiêu thì phải trả hết cho nó. Tôi nói chẳng lẽ mình quay trở lại mình nói chẳng lẽ giờ tôi vô tôi mua thêm mua bao nhiêu, hay là chúng ta đi nghe cái câu chuyện của mọi người đó, đã mua xong rồi tôi biết cái cảm giác của mọi người lúc bây giờ như là mua xong rồi cái có người trả tiền ấy. Chứ mất cái gì đã mình mua nhiều hơn chứ. Mà chúng ta cảm thấy khó tin đúng không? Mọi người không tin được phải, mình có cái gì đó thì mình phải trả cái giá đi. Mà thưa ông bà cha, có cái giá lớn hơn nữa. Mà Chúa Giêsu đã chịu cho đời sống của tôi cùng ông bà cha. Tại thập tự giá Ngài đã mua chuộc, Ngài đã đến trên thế gian này. Và mục đích của Chúa là Ngài lên thập tự giá để Ngài trả tất cả mọi giá mọi tội lỗi trong cuộc đời của tôi cùng ông bà cha. Amen. Thập tự giá tức là mọi sự đã được chọn, cái chi phiếu này đã được thanh toán rồi và mọi sự sẽ được khôi phục trở lại, khôi phục cái tình yêu, khôi phục sự sống, khôi phục năng quyền, khôi phục cuộc đời của tôi cùng ông bà cha. Thay thập tự giá mọi sự đã được chọn. Tôi thích nhất khi nhận một cái tờ biêu trong đó có một cái dấu ghi là đóng một cái đã thành quả. Amen. Qua Chúa Giêsu Christ là cái dấu để đóng ấn cho tôi cùng ông bà cha mọi sự đã được chọn. Amen. Trong Chúa Giêsu là khôi phục tất cả mọi điều của mình, tôi cùng ông bà cha khôi phục lại những gì chúng ta đã nhận được. Chúa là đấng thành tín, Ngài giữ lời hứa của Chúa. Chúa là đấng thương xót dù chúng ta không xứng đáng. Chúa là đấng ban sự ân điển dầu cho chúng ta là những người không ra gì. Chúa đã khôi phục lại đời sống, gia đình, mọi sự trong đời, trong cuộc đời của tôi cùng ông bà cha. Amen. Gia phả của Chúa Giêsu đến chúng ta và chúng ta đọc, chúng ta suy ngẫm lại, chúng ta thấy thật là phước hạnh bởi vì Chúa là đấng yêu thương và đây là gia phả của tình yêu. Amen. Chúng ta đều chúc sự cầu nguyện trong đời. Xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên. Thì yêu và Chúa Giêsu là đến trên thế gian này. Dù chúng ta không thương, không ra gì. Giờ chúng ta là những con người yếu đuối, giờ chúng ta là những con người bất toàn, giờ chúng ta có những cái khuyết điểm, nhưng mà Chúa không kể tất cả những cái điều đó, mà Chúa vì tình yêu của Chúa Ngài phủ lấp tất cả những tội lỗi trong đời sống của chúng ta, đem chúng ta trở lại với Chúa. Chúa có một chương trình đặc biệt trong đời sống của tôi, ông bà cha. Như Chúa đã sử dụng những con người không ra gì để làm nên cái kế hoạch cứu chuộc cho nhân loại qua Chúa Giêsu Christ, thì Chúa cũng muốn dùng đời sống của tôi cùng ông bà anh chị em để đem sự cứu độ của Chúa Giêsu cho muôn dân. Chúa biết được mọi lòng của tôi cùng ông bà anh chị em. Ngài là Cha nhân từ, Cha yêu thương, chăm sóc, quan tâm, lo liệu. Hãy subscribe.
con cảm ơn cha hằng lớn, chúng con tôn thờ ngài, cảm ơn sự vĩ đại của ngài, cảm ơn sự thương xót của ngài, cảm ơn sứ điệp của Chúa, cảm ơn sự nhắc nhở của ngài trong mùa lễ Giáng sinh này, đó là tình yêu vĩ đại, tình yêu chấp nhận, tình yêu tha thứ, tình yêu nhân dự. Chúng con cảm ơn cha và chúng con học để biết rằng ngài đón tiếp đón những con người không xứng đáng, những con người tưởng rằng mình bệnh hoạn, tưởng rằng mình là tội tệ, mình là tàn tật, tật nguyền và ngay cả tới là yếu đuối nữa, nhưng bởi gia đình Chúa Jesus Christ ngài đã nhận những người đó trong chương trình của ngài, trong chương trình cứu rỗi thì ngài chọn những điều đó. Và chúng con cảm ơn cha vì buổi chiều nay ngài cũng đã chọn và lập chúng con, ngài đã vinh dự chúng con, ngài đã bảo tồn chúng con và cho dân sự của ngài được thánh, dân sự của ngài được thay đổi buổi chiều nay. Chúng con cảm ơn cha, nhưng mà điều chúng con nhìn nhận và chúng con phải biết rằng ngài không thấy chúng con là tội nhân nữa. Khi mà chúng con học về lịch sử, chúng con đọc gia phả của ngài thì chúng con thấy những con người tội lỗi mà ngài đã nhận để đem vào chương trình cứu rỗi của ngài, nhưng mà khi ngài đem vào chương trình cứu rỗi của ngài thì ngài coi họ là được thánh bởi vì ngài đã biệt riêng họ ra. Và buổi chiều nay ngài cũng đã biệt riêng chúng con ra, cho nên xin cho chúng con nghe tiếng của ngài, tiếng mà nói rằng ngài yêu để chết cho chúng con, ngài yêu để sanh cho chúng con, và ngài yêu để sống cho chúng con, thì chúng con có sự sống của ngài đời đời, trong chúng con không có sự chết nữa, trong chúng con không có sự yếu đuối nữa, trong chúng con không có mặc cảm tội lỗi nữa, nhưng mà chúng con được làm con trời. Chúng con cảm tạ Chúa buổi chiều nay. Xin sự vinh quang của ngài không những chỉ trên những cái Giáng sinh, không phải sự sáng của Chúa chói lòa bởi những ngọn đèn, nhưng mà sự sáng của Chúa bởi sự sống thật của ngài, sự sống đời đời của Chúa Giêsu tuôn tràn cho chúng con bởi sự sáng, và chúng con thấy về cây Giáng sinh nó không tắt, bởi vì nó sẽ cháy mãi trong cuộc đời chúng con, trong sự sống của chúng con. Chúng con cảm tạ ngài, xin chúc phước cho dân sự của Chúa và cho chúng con nhận lấy tình yêu tràn đầy này, để rồi chúng con chia sẻ bằng nụ cười, chúng con chia sẻ bằng sự sáng, chúng con chia sẻ bằng tình lòng tình yêu của chúng con cho những người xung quanh. Khi họ nhìn thấy cuộc đời chúng con, họ thấy đời sống chúng con, họ thấy hành động chúng con, thì họ không chỉ thấy những cái tội lỗi mà đã qua, nhưng mà họ thấy sự việc riêng mà Chúa đã làm và ơn sủng lạ lùng của ngài ở trên chúng con. Chúa đã chọn một bà Mary là một người nữ nhỏ tuổi không làm gì được, nhưng mà bởi vì ân điển của ngài dành cho bà, thì ân điển của Chúa cũng dành cho chúng con buổi chiều nay. Những người chúng con nhỏ bé trước mặt thiên hạ, nhỏ bé trước mặt thế giới này, nhỏ bé trước mặt cộng đồng chúng con, nhưng mà chúng con là lớn bởi vì chúng con được gọi là được ơn trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn cha, chúng con yêu mến Chúa nhiều lắm. Chúng con dân anh chị em chúng con trước mặt ngài, xin ngài chúc phước ở cùng và làm sáng nhìn Chúa. Và tuần lễ sắp tới chúng con sẽ nhớ mà lại làm vinh hiển danh của Chúa, vì Chúa ở cùng chúng con luôn. Chúng con cảm ơn cha. Ngày lại mai lên, và xin nhắc nhở chúng con điều đó. Đức Chúa Trời ở cùng loài người qua Chúa Giêsu và qua Hội Thánh của ngài. Chúng con cảm ơn cha, chúng con yêu mến ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.